Ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Gia Nghĩa, Đắk Nông, Trân Thành, Bình Phước. Tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình có chiều dài khoảng 88 km, tuyến cao tốc Gia Nghĩa, Trân Thành có chiều dài gần 129 km, thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây. Cả hai tuyến đường đang trong quá trình xây dựng dự án, chuẩn bị đầu tư. Về phương thức đầu tư, Thủ tướng cho rằng, với hai tuyến cao tốc trên, nếu đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước thì sẽ lâu, do vốn ngân sách còn hạn hẹp và phải chi cho rất nhiều chương trình dự án khác nhau. Thủ tướng đề nghị đầu tư theo hình thức đối tác công tư, kết hợp nguồn vốn trung ương, địa phương và doanh nghiệp theo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Chính phủ sẽ có tổ công tác do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách để giải quyết các thủ tục liên quan đến hai dự án. Các địa phương phải có tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị triển khai các dự án này. Ngày 12 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 9 tháng 3, chị T, 29 tuổi, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đã trình báo về việc bị Nguyễn Đức Phương, 39 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, có hành vi đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đức Phương đã khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022, Phương có quan hệ tình cảm với chị T, và trong những lần quan hệ tình dục với chị, Phương đã dùng điện thoại quay phim lại. Sau đó, Phương lập tài khoản mạng xã hội, rồi liên tục đe dọa chị T sẽ đăng tải clip nóng của chị và đưa cho người thân. Phương ra điều kiện, nếu chị T không muốn hình ảnh bị phát tán thì phải đưa tiền. Tổng số tiền Phương đã chiếm đoạt của chị T là 4 triệu đồng. Ngày 12 tháng 3, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tối ngày 11 tháng 3, lực lượng 363 Công an quận 12 tuần tra kiểm soát ở phường Thới An thì phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên gồm 13 đối tượng sử dụng hung khí chuẩn bị hỗn chiến nên ngăn chặn. Thấy công an, hai nhóm bỏ chạy nhưng bị lực lượng khống chế đưa về trụ sở. Công an thu giữ 5 cây dao tự chế dài 50cm, 1 cây dao tự chế dài 1,8m và 2 cây ba chĩa tự chế dài khoảng 2m. Qua làm việc, nhóm khai do mâu thuẫn nên hai nhóm hẹn nhau hỗn chiến. Số hung khí này được các đối tượng đặt mua trên mạng. Công an quận 12 cho biết, nhóm đối tượng này có độ tuổi còn rất trẻ, sinh từ năm 2006 đến năm 2008 và vẫn còn đi học. Chiều ngày 12 tháng 3, lãnh đạo huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo phòng giáo dục huyện và các cơ quan liên quan nhanh chóng xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ngay gần trường học. Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh trong clip là em D, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Người nhà của nạn nhân cho biết vụ việc xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 3. Theo đó, khoảng 15 giờ khi em D đi học về thì bị một nhóm nữ sinh khác chặn đường đánh hội đồng ngay gần trường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng trình báo nhà trường và cơ quan chức năng. Sáng ngày 12 tháng 3, gia đình đã đưa em D đến bệnh viện để điều trị. Hiện huyện Đồng Phú đã chỉ đạo cơ quan công an, phòng giáo dục huyện Đồng Phú phối hợp với lãnh đạo nhà trường, mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh xử lý theo quy định. Một thị trường buôn bán các vật phẩm mê tín dị đoan đã và đang nở rộ trên mạng xã hội, gây những tác hại khôn lường. Trong vai người đi mua linh hồn, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng được người bán chỉ dẫn đủ loại bùa chú búp bê. Các bé ở đây bị mẹ bỏ rơi hoặc bé bị sự cố mà mất trong bụng mẹ. Ở đây cam kết các bé hoàn toàn không bao giờ làm hại ai. Chỉ muốn gì cứ nói với bé, bé sẽ độ mẹ ngay ấy ạ. Bé lành lắm, độ khách em sương sương một tháng có 30 triệu chứ mấy. Theo giới thiệu của người bán, tầm 1 triệu đồng đổ lại có thể thỉnh búp bê size 5 inch, không to nhưng bảo đảm độ giỏi. 1,5 triệu đồng thỉnh loại 8 inch, 2,1 triệu đồng loại 12 inch. Loại to bằng em bé sơ sinh có thể ẩm bên người, gương mặt lanh lợi, trang điểm đẹp, giá khoảng 10 triệu đồng trở lên, có loại 20 triệu đồng. Khác với cù manh thông trắng là dòng được giới thiệu ở trên, cù manh thông đen là loại đắt đỏ, dữ hơn, ma mị hơn và được giới thiệu là quyền năng cao hơn.
Bên cạnh các loại bùa chứa linh hồn được nhập từ Thái Lan hoặc chuyển thông tin sang Thái Lan đăng ký đặt thỉnh những linh hồn độ riêng cho cá nhân, nhiều dịch vụ bùa ngải khác cho phép người mua tương tác trực tiếp qua điện thoại với các đối tượng làm phép ở Myanmar, Thái Lan, thực hiện các buổi làm phép online. Các loại hình làm phép online này có dạng giá rẻ, coi bói 1,5 triệu đồng, giải vận hạn 3,9 triệu đồng, yểm bùa nguyền rủa 1,6 triệu đồng. Nhưng cũng có các loại nghi lễ xuyên biên giới với giá cao, nghi lễ cải vận sa tung 9 triệu đồng. Nghi lễ Nana Thông làm gương mặt sáng và ăn nói quyến rũ 10 triệu đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trưởng khoa văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Kumanh Thông xuất phát từ Thái Lan, tuy nhiên hiện nay người Thái cũng không đặt niềm tin vào đó. Người ta tin vào khoa học, sức mạnh và vai trò cá nhân của chính mình. Về mặt quản lý, cơ quan nhà nước cần có những biện pháp siết chặt hơn chuyện mua bán bùa ngải Kumanh Thông trên mạng xã hội hiện nay. Ngày 12 tháng 3, ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, hai ngày cuối tuần, ngư dân vùng bãi ngang xã Hải Ninh trúng luồng cá đù gần bờ. Ông Nguyễn Văn Huy, thôn Tân Định rất vui khi trúng lọc biển cá đù. Theo kinh nghiệm, vào tháng 2 âm lịch sẽ xuất hiện cá đù ở vùng biển gần bờ. Trong hai ngày đánh bắt, thuyền của ông Huy mang về hơn 1 tấn cá, giá bán khá cao, mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng. Sau khi trúng cá, thương lái liền có mặt mua đi tiêu thụ. Số cá đù đánh bắt bán với giá bình quân 50.000 đồng một ký. Theo ông Liệu, xã Hải Ninh có hơn 100 tàu thuyền đánh bắt gần bờ. Đợt này toàn xã thu vào hơn 50 tấn cá đù.